Xin chào tất cả các bạn ở trên vùng miền Tổ quốc. Thì ngày hôm nay thì công ty Cầu Bịp làm cái video để giới thiệu với các bạn những sản phẩm là kính áp tròng nhìn xuyên bài để giúp các bạn đi chơi môn bài lá bịp là hiệu quả chiến thắng 100%. Thì trước mặt các bạn đây là những cái mẫu kính áp tròng 9D của Mỹ để mình nhập khẩu trực tiếp phân phối ở Việt Nam. Đấy, thì cái sản phẩm này thì giúp các bạn đi chơi là nhìn bài là gần như bài ngửa luôn. Đấy. Khi các bạn nhìn như bài ngửa rồi thì không có gì để nói là chơi sẽ tuyệt đối chiến thắng 100%. Đây. Thì mình sẽ cho các bạn xem cái kính này. Đây là kính Mỹ này, 9D này. Đấy, USA này. Đấy. Các bạn nhìn rõ chưa? Cái này mình nhập khẩu trực tiếp, phân phối trực tiếp ở Việt Nam. Đấy thì mình có hai trụ sở, một là các bạn qua trực tiếp Hà Nội và Sài Gòn, các bạn điện thoại cho mình cái số tổng đài trên màn hình để mình tư vấn các bạn qua trực tiếp. Mình tư vấn cho các bạn mua hàng làm sao về các bạn có đồ các bạn chơi bịp hiệu quả nhất. Đây, đây cấu tạo kính này sẽ bao gồm một cái lọ để mà bảo quản cái kính này, đựng cái kính áp tròng này và cây đeo này giúp các bạn đeo vào mắt nó dễ dàng hơn. Đây, và cái này thì các bạn để mà phụ kiện các bạn đi chơi, các bạn đi xa các bạn đựng cái kính vào. Thì về cấu tạo của cái kính này thì nó không có cái gì cả, nó rất đơn giản thôi. Này, nó rất đơn giản. Đây là cái lớp mà tròng này được đựng trong này, mình sẽ lấy cho bạn xem nhé. Khi bạn lấy kính từ cái lọ ra, bạn dùng tăm bông để tránh làm xước kính. À. Với kính này được thiết kế từ một cái lớp lụa silicone rất là mềm luôn, đeo vào mắt là êm luôn và nhìn bài là siêu nét. Cũng có nhiều bạn đặt câu hỏi là cái màu tím này thì đeo mắt liệu có người đối diện có nhìn không. Mình khẳng định luôn là khi đeo vào mắt là nó trùng với màu mắt luôn. Cái kính này mình bảo hành cho bạn một năm, đeo một năm. Đấy, có những bạn mua kính như mình 3 năm nay vẫn dùng ok, vẫn mua bài bình thường. Có một lưu ý khi các bạn sử dụng kính này, các bạn phải kèm theo bài của nó thì các bạn mới nhìn được, còn bài ở ngoài là không thể nhìn được. Bên mình sẽ bán kèm cho các bạn bài. Đấy, để mà đỡ phải nhiều bạn thắc mắc về cái kính này. Thì khi các bạn đeo không đeo kính áp tròng ạ, thì một cái bộ bài thì nó như bình thường như này thôi. Đấy. Như bình thường như này. Đây mình sẽ đặt ở đây. Nhưng khi các bạn đeo kính áp tròng vào, đây thì mình sẽ khi bạn đeo kính áp tròng vào thì các bạn nhìn thấy số trên mặt lưng bài. Đây là cái kính thử, mình sẽ đeo vào cái mắt camera mình thử cho bạn nhìn kính nhìn bài như nào. Đấy thì kính thử khi bạn đeo vào cái mắt camera thì chắc chắn nó sẽ không được nét bằng cái mắt thường khi bạn đeo kính áp tròng rồi. Đây thì khi đeo kính thì nó sẽ màu như thế này. Đấy, và nhập bài này, khi bạn đeo kính thì bạn nhìn thấy bài nó sẽ như thế này này. Đấy, bạn nhìn nhá, rất là rõ nét. Đây con cà này. Đấy. Cái này nó có thể phân biệt cả chất luôn nhá, là con quy này. Mình sẽ lấy cho các bạn từng con này, quy này, G này. Con 10 nó sẽ làm dấu cộng để mà các bạn phân biệt cái móc chìa khóa nhá. Để con 10 là dấu cộng này. Cái móc chìa khóa là con 9 này. Đấy, mình sẽ lấy cho từng con này. 7 8 này, 7 này, 6 này, 5 này, 4 này, 3 này. Khi các bạn chơi bài nhìn như bài ngửa các bạn liệu có thắng không? Đấy, câu hỏi đơn giản thôi. 2 này. Áp này. Đấy. Các bạn nhìn này, cái này nó phân biệt cả chất luôn các bạn nha. Này thì đây là với cái bài xanh 2K hơn mình là 1. Đấy, bên mình sẽ chuyển sang cái bài khác, nó là cái bài rồng đỏ đi. Đây là cái bài rồng đỏ này. Các bạn ở vùng miền các bạn chơi bài gì là mình đều có nhá, tất cả vùng miền thôi. Này các bạn nhìn này, đây cái bài rồng đỏ này, K này, đấy, Q này, G này, các bạn nhìn rõ nét chưa, chơi như bài ngửa luôn này. Đấy, con 9 nó móc chìa khóa này, con 8 này, 7 này, 6 này, 5 này, 4 này, 3 này, 2 này, H này. Đây là rồng đỏ các bạn này. Đây, mình sẽ cho bạn xem đây rồng đỏ nhá. Bỏ kính đây. Rồng đỏ nhá. Thì cho bạn xem được cái bài kim cương đấy nhá. Đây là bài kim cương. Đây. Đấy thì các bạn đeo kính vào là sẽ nhìn bài như vậy. Rất là đơn giản ở đây, như bài ngửa này, con 2 này, 3 này. Đấy, nhìn thấy chưa? 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, G này, G này, QK này. Cái này nhìn chất, đánh dấu chất này, nhìn này, đây chỗ này là chất này. Đấy. Đấy các bạn khi chơi các bạn nhìn như bài ngược này thì rất là ok trong các môn bài rồi. Đấy thì mình có hai trụ sở. Một là Hà Nội, hai là Sài Gòn. Các bạn có thể qua trực tiếp để test hàng, để mua hàng được những sản phẩm chính hãng và giá tốt nhất. Về nói về trong cái ngành phân phối về cọc bịp này, đồ này thì mình cũng luôn tự hào luôn. Bên nhà mình là những cái một cái công ty phân phối lớn ở Việt Nam. Thì các bạn muốn mua được hàng chính hãng và giá rẻ thì bạn qua trực tiếp cửa hàng để test hàng nhá.
trụ sở Hà Nội và Sài Gòn. Thì video tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu các bạn về cái sản phẩm đó là máy đánh bài máu vạch, một trong những sản phẩm cao cấp mà bên mình đang phân phối. Xin chào tất cả các bạn nghe mình, thì công ty máy đánh bài bịp CVK lại làm một cái video để giới thiệu các bạn cái sản phẩm là máy đánh bài bịp mới nhất của hãng. Đầu tiên thì giới thiệu các bạn cái máy đánh bài CAC 700, đấy được ngụy trang trên nền chiếc iPhone 8 Plus đấy, rất là đẹp luôn máy. Tiếp theo là một con máy đánh bài CVK 900 được ngụy trang trên một chiếc iPhone 13 Pro đấy, và CVK 680S được ngụy trang trên nền chiếc iPhone 8 Plus đấy, rất là đẹp luôn. Và một con máy bài CVK được ngụy trang trên nền chiếc máy Samsung đấy. Tôi sẽ đi vào chi tiết test cho các bạn từng con máy để thấy tốc độ của bài nó như nào nhá. Đầu tiên là tôi test cho máy bài CAC này. Con máy bài là con máy bài mới nhất của hãng CVK, hỗ trợ 12 camera và tốc độ vào bài là nhanh nhất bây giờ luôn đấy. Đây là một cái dòng máy bài cao cấp của hãng. Mỗi một cái máy đánh bài này thì nó sẽ có một cái bật khẩu riêng chỉ có các bạn mới đăng nhập được. Với cái máy đánh bài này các bạn có thể chơi được tất cả môn bài Việt Nam, ngoài Bắc ở trên ba cây này, liêng, sâm, phẩm, trắng. Trong Việt Nam các bạn chơi được bài cào này, bình sập sám này, bình Ấn Độ, gờ hơn lá biểu. Đấy, tôi sẽ test cho các bạn thử cái môn bài đó là môn bài liêng nhé. Khi các bạn chơi ạ, là các bạn không thể để cái loa kia này được, nó sẽ kết nối vào một cái tai nghe như Bluetooth như này đấy. Đây, nó sẽ kết nối vào cái tai nghe Bluetooth này, rất là nhỏ và gọn. Đây, cho bạn xem tai nghe Bluetooth siêu nhỏ của nó này đấy, rất là nhỏ luôn đấy. Tôi vừa đặt cái máy ra đọc cái bài báo, bạn sẽ báo ngay đấy, nó rất là nhanh luôn. Đây, đặt báo này đấy. Môn bài liêng, máy báo 2 là 2 lớn nhất rồi. Đấy. 2 là 7 điểm, 1, 2. Đây, 7 điểm này. Cho bạn xem. 7 điểm là lớn nhất trong cái môn bài bán bài này. Những nhà này số 1 này. Đấy. Nhà này là 5 này. Trong quá trình các bạn chơi nhé, là các bạn phải tăng giảm số người chơi bằng nút âm lượng ở đây. Đấy. Tôi sẽ test cho các bạn một ván nữa này. 5 người chơi. Đấy, tôi sẽ bắt đầu test cho các bạn 5 người chơi này. Máy khi bài mà các bạn chơi bạn đặt xuống là nó báo. Và người ta cắt đi là báo tiếp. Đấy. Vẫn 5. Đấy, cắt là báo. Cắt lại các bạn này. Cắt này. Đấy. Khi các bạn đặt bài xuống bạn cắt đi nó báo lại tiếp. Năm người chơi mèo báo 2. Đấy. Đây, 7 điểm này. Lớn nhất. Đấy. Những nhà còn lại không qua được cái nhà 7. Đấy, thì test cho bạn qua vậy để bạn thấy tốc độ báo ảnh của nó. Các bạn lưu ý cho mình để báo máy báo là nhanh và chuẩn xác tuyệt đối luôn đấy, các bạn lưu ý cho mình như vậy. Cái này thì chơi được rất nhiều môn bài, tôi sẽ chuyển sang cái môn bài cào ở miền Nam đi. Đây, tôi sẽ chuyển cho các bạn cái môn bài cào nhé. Chuyển môn chơi rất là nhanh luôn, chỉ gần 5 giây là chuyển xong thôi. Đây, môn bài cào này, bài đặt ngang dọc không quan trọng. Đấy. Máy báo 2, 4 người chơi, môn bài cào ở miền Nam. Đấy, 1, 2 là 9 điểm lớn nhất này. Đấy, môn bài cào này. Những nhà còn lại không qua được rồi. Đấy. Tiếp theo, test luôn các bạn một cái môn nữa là môn bài Bình Ấn Độ. Đây là con máy bài CAC 700 mới nhất hiện nay luôn. Test cho bạn gọi là binh Ấn Độ này, hay còn gọi là ba cây đôi, hay gọi là binh sáu lá, trong miền Nam là binh sáu lá. Đây. Đặt là báo này.
máy báo ba này, một binh sáu lá này, ở trong miền Nam chơi là chia sáu lá. Đấy, để tôi sẽ cho các bạn xem này, để bài 1, 2, 3, mấy báo ạ, 3 này, đây là nhà lớn nhất này. Đấy, đây là 9 năm, đấy, chia là xếp cái này là 9 năm. Đấy, lớn nhất trong cái bán bài này, những cái nhà này lại nó không thể qua được luôn. Đấy, thì trụ sở cửa hàng là có hai trụ sở, một là ở Sài Gòn, hai là ở Hà Nội, các bạn có thể cho trực tiếp. Rồi tiếp theo thì sẽ test đến con máy CVK900. Tôi sẽ test từng con một. Này tôi sẽ đánh cho các bạn luôn liêng nhá. Con CVK900 tôi sẽ đánh liêng nhá các bạn. Đây, để sẽ để liêng nhá. Đây. 3. Đấy, 3 người, 3. 5 người chơi. Đang cài đặt 5 người chơi này vào 3. Đấy. 1 2 3 này, nhà 3 này. 6 đây. Là lớn nhất. Những nhà lại không qua được luôn. Đây. Máy báo nó chuẩn xác 100% luôn. Con máy bài CVK900 này các bạn nhìn này rất là đẹp luôn. Hỗ trợ là 13 camera. Đấy. Trên iPhone 13 rất là đẹp luôn. Báo nó cực nhanh và chuẩn xác. Tiếp theo giới thiệu đến các bạn con máy đánh bài CVK680. Đây. Đây là con máy đánh bài CVK680S. Đấy, test cho các bạn luôn. Môn là bài liêng. Đấy, test liêng các bạn nhé. Cái này thì đặt bài ngang dọc quan trọng. Cái đặt là bài dọc này. Ba, mày báo ba bốn người chơi. Đấy, các bạn thấy không? Quan trọng là khi bạn đặt bài xuống nó đã báo rồi. Đấy là tốc độ báo bài của nó là như vậy. Đấy. Chuẩn xăng trăm trăm luôn. Đấy. Bạn nhìn này, 1 2 3 này nhìn này. Đấy. Rất là ok luôn, báo chuẩn luôn. Các bạn chơi, các bạn tăng người chơi này. Đấy, tăng lên 5 người chơi này. Khi có người ra vào, các bạn bấm cái rung lượng tăng hoặc giảm theo ý các bạn luôn.